Chè san tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, mọi cái mặt hàng chúng được gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Đấy, chè này thì mẹ cháu Lực tự đi lên trên đồi chè và đi đi hái về xong là tự sao đó cô bác. Đấy, cháu Lực cũng rất là mong các cô bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thương hiệu nho nhỏ của mình nhé cô bác. Ở đây thì cháu Lực sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà cô bác nhé. Ôi không được ơi cô ơi, không được rồi, yếu quá xem yếu quá. Đây. Số 1 lại yếu đấy nhở? Ngày mai chưa được ngày kia chưa nữa. Bây giờ cứ cho chuyển hết cái gành này đi. Này chắc không đủ mấy người một chai đâu. Chung nhau thôi nhá. Hả? Cốc này lại không cầm lên rồi. Ấy các chị gái ở đây uống nước này các cô ơi. Uống nước này. Uống nước xong rồi đi. Hãy hầu đi. Đấy. Khát nước thì uống thôi nhỉ. Xe có sửa xe nào ấy nhỉ? Chờ xe đấy luôn à? À, là dùng xe đấy để chở à? Ôi, xe này bị làm sao đây này? Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đấy, bây giờ thì lại tiếp tục là sẽ vận chuyển cát cô bác này. Đấy, như là cái thước phim hôm trước thì cô bác cũng có theo dõi rằng là cái phần sỏi thì bây giờ cũng đã chở xong hết rồi cô bác. Còn chỉ còn một chút thôi. Rồi thì bây giờ sẽ vận chuyển thêm cát vào nữa. Ôi còn cô nào chưa có đây đây. Đây này. Uống nước này thôi nhỉ. Uống cho hết khăn này. Này em. Con đi đâu rồi? Con ở nhà rồi à? Đây chồng đây à? Chồng kia đây à? À. Xe này xe của ai đấy? Của em mà. Đi được không? Anh chở một chuyến thế nào? Được. Thế thì bây giờ chở một chuyến là nhỉ? Đi thôi nhỉ? Phanh có an toàn không? An toàn bình thường à? À. Thế thì mình chở một chuyến nhỉ? Để đợi mấy thanh niên này cùng đi thôi, cháu Lực sẽ chở luôn một chuyến cô bác. Cho cô bác anh chị cũng biết là cháu Lực cũng là một cái tay mà lái lụa ấy cô bác. Đợi mấy thanh niên uống nước lắm. Đấy, có vẻ như là hôm nay giọng cháu Lực có vẻ là ổn hơn một chút rồi cô bác ạ. Ô thanh niên này sáng nay không đến rồi nhờ? Sáng nay đi đâu à? Nhá, chiều mới ra. Anh em mình đi đâu nhỉ? Uống nước xong chưa? Đi đi nhờ, đi trước đi, đi trước anh đi. Hả? Thanh niên ở đây đợi một chuyến nha. Trong con nha. Anh xe có khỏe không? Xe có khỏe không? Khỏe. Vẫn khỏe đúng không? À, đi 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 trước đi. Ê, mặc dù xe Lực cũng mua từ rất là lâu rồi các bác nhưng mà còn rất là khỏe. Ôi.
Ô, xe này có vẻ là hơi yếu rồi ấy. Đi nó đảo quá các bác ạ. Theo như là xe ở trên vùng cao thì ai mua về thì cũng dùng để chở cát với chở đá thôi. Ôi, không được ơi, không được ơi. Không ơi, không được ơi, yếu quá, yếu quá, yếu quá. Xe này yếu quá. Đây, 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 đây. Ôi, xe này yếu quá. Đẩy đi, xe này yếu quá. Đứng nha. Đứng nha. Xe này yếu quá. Có lần này toàn đen các bạn ạ. Đứng nha, đứng nha. Xe này có vẻ yếu quá nhỉ. Số 1 nè. Số 1 lại yếu đấy nhở. Anh nghe được chưa? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Đứng nha. Xe này bình tĩnh nha. Nó sắp bị tuột rồi. Ôi đâu rồi. Từ từ nha. Hầu như là cái phanh nó bị chạm đất luôn rồi. Đúng rồi. Ôi mấy thanh niên này đi xe tài thật. Hold it, hold it.
Hả? Cao lên, cao to tí lên. Không lên được. Hồi đi, hồi đi. Xe này yếu rồi. Xe này rất là yếu luôn rồi. Thôi. Ôi. Ôi. Cái đầu mà. Hả? Xuống đây. Được không đây? Xuống đây. Ê, ê, ê. Hồ đây. Khô xe này không phanh rồi. Hồ anh nhớ cái tao đi. Mà anh đừng đi xe được. Xe này không phanh rồi. Xe này không phanh rồi. Không biết là xe này bị sao. Thấy chưa. Sao đó, cắt đủ đây này. Có vẻ như nó bị hỏng phanh rồi. Vân ơi, Vân ơi. Hồ anh ơi. Quay một tí ra. Xe này như này phải lấy mang đi sửa đã. Ông phanh rồi. Phanh bị tuột rồi. Anh hỏi anh bê hơn. Anh hỏi anh bê nha. Phanh này nó không được rồi. Hỏng rồi. Đây này. Tuột rồi. Tuột ở đâu ấy? Tuột rồi đúng không? Cái sao rồi? Hả? Đúng rồi. Tuột đây là bị gãy. Nó soi đâu rồi thế? Gãy mẹ rồi. Gãy rồi à? Đâu gãy ở đâu ấy? Chân này này. Sao? Gãy rồi. Gãy rồi à? Ồ, thế thì bây giờ phải mang đi sửa thôi. Gãy thật rồi. Bây giờ làm nào nó cay đầu được? Vườn hộ anh ơi. Nhưng mà hộ anh đi. Hộ kéo đi nào, Hộ kéo đi. Hộ kéo đi. Hộ đi. Đấy, được rồi. Hỏng phanh rồi, xe này ấy. Đúng rồi, bị gãy rồi. Bây giờ phải mang đi sửa nó mới được rồi. Bây giờ thì sỏi thì cũng chở hết rồi các bác. Chỗ này chắc phải lấy tí nữa lấy bạt ra giải đây rồi. Xong là đổ cát đây luôn đấy. Cái sử thì vừa đi mua thêm ít đồ các bác. Vừa rồi thì cháu bảo, vừa rồi cháu Lực đưa cho em sử đi mua thêm một chút gà nữa về ăn. Sử ơi, lấy gà kia ra chưa? Lấy ra rồi à? Được không đấy?
Nên phải nói là tay cơ rất là chắc thì mới lai được những cái bao cát với lại những cái viên gạch ra tới đây cô bác ạ. Đấy, cái chỗ này thì chắc là một tí nữa cháu Lực sẽ bàn lại với em Sử rằng là sẽ để cát ở đây luôn này cô bác. Ôi, anh vừa đi ngã đây này. Anh đi bây giờ thay chí em. Đây này, bà nói là thay cái chốt này cho nó phanh nó vừa được nhá. Chốt này nó bị ấy hỏng rồi. Đấy rồi. Đúng rồi, đây. Cứ bảo Hải anh thay nhá. Hả? Đây, phanh này, phanh. Từ đây, đồ đây, đồ đi. Bình dưỡng phanh đấy nhá. Ê. Này cho bây giờ lấy tạm cái tấm bạt của phần che xi của bác này dùng để giải trước đã. Hai sư khuyên. Thế bây giờ thì sẽ bảo em Sử lấy xe để hết lên trên nhà của cái chú hàng xóm lên trên này đã cô bác. Sử ơi, ra đây anh bảo. Bây giờ xe của Sử chắc là phải lấy để lên trên này trước thời gian nhá. Xong rồi tí mình lấy cắt để đây này. Bây giờ lấy cái bạt này ra phủ đây. Phủ đây xong rồi lấy cắt giải lên thì sau này nó mới không có bị nó mới không bị lấn đất đấy nhá. Ở đây có cuốc không nhỉ? Ừ. Có à? Thế thì bây giờ lấy xe để ra trên này xong hai anh em mình hộ nhau tí chỗ này một chút đấy nhá. Ra đây hộ anh cùng anh làm đi anh. Ra đây anh em cùng nhau làm đi. Sử ơi, cái bột đá chở thế thôi cũng được rồi Sử ạ. Bột đá này chở thế thôi cũng được rồi. Bây giờ mình chở cắt đi. Bây giờ em cào dưới này qua một tí nhá. Cào cho lớp xuống dưới kia nhá. Xong rồi anh mang cái bạt này phủ lên luôn. Xong rồi bạt này tí mình mua lên sau. Bây giờ thì mình dùng cái bạt này để cắt á. Có vui cốc không nhỉ? Miếng bái vào. Miếng bái vô. Ồ, sao Sử nữa. Anh lại vừa làm một con xe hỏng như con xe hôm qua rồi Sử ạ. Anh vừa làm một con xe hỏng như xe hôm qua rồi. Xe của thanh niên gì ở cái kìa. Nó vì hả? Nó vì tuột như cái xe hôm qua em anh sửa ấy. Hả? Nãy anh chờ đá mà. Thế nhiên Vân đang mang đi sửa một chút rồi. Phải thay lại đúng không? Thay 130 đấy. 130 à? Thế trả tiền chưa? Anh bảo để đấy trả cho mà. Không nghe thế à? Thấy nhưng mà em xuống đấy bỏ phải.
anh còn thay lốp xe của anh bên đấy, anh có nói giả đâu. Anh còn đang nợ 301 mà nó giả đâu. Con lọ xe của anh thủng xăm này. Nói có xe kia anh bị thủng xăm mới thay lốp này. À. Giờ phải cào đi xuống lên một tí, bây giờ thì có mỗi một cuốc của bác. Cuốc thì cũng mang ra bên kia hết rồi. Vừa rồi anh cũng bảo chú rồi, bảo chú là để xe ở trên kia một thời gian á. Thì chú cũng đồng ý rồi. Xong mà tí chở cắt thì ra ném hết ra đây nhá. Cắt thì tí ra đây cho mọi bông. Trời ơi. Bị cảm à. Giờ có mỗi mình cái cuốc của Sử làm nhỉ, mỗi cái cuốc nhỉ. Anh lại như hiểu là đứng nhìn Sử làm mất rồi. Thực sự ra là cái cuốc là đi xăm kia để hót đá hết rồi cô bác. Cào chỗ này qua một tí nữa. À chỗ này tí mình lấy chỗ để xe Sử rồi. Như này là được rồi em ơi. Bây giờ em cào chỗ này một tí thôi. Là được rồi. Này thì nó còn cao mà, tí mình đổ lên trên này mà. Hả? Không cho nó phẳng đâu. Tí này chỗ này mình lấy để xem, tí mình để xuống dưới nó cao lên, trên này nó cũng đã một bãi rồi ấy. Em cào chỗ này xuống đây. Này tí mình để cắt cao lên thì nó cũng đã dưới kia nó cũng đã được một đấy rồi. Dưới kia thì nó không chua được cắt rồi. Dưới kia này nó có cái sâu mọc che kìa. Tao tao có chỗ phụ mày chít Sử ơi em ơi. Đây này. Đây. Cào cho nó chéo 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 xuống. Rồi, ok đấy. Lấp lấp xuống kia. Này, đợi một ký nào. Cao lên. Đấy, cắt thì mình sẽ lấy tấm bạt giải này. Thì ra bên này tí cũng được Sử ơi, bên kia toàn nước. Rồi. Cứ thế mà đổ lên thôi tí. Dép đây dép nhỉ. Đấy, tí thì cứ thế mà đổ cát lên trên này thôi. Còn sỏi thì bây giờ sẽ để kia rồi cô bác. Cái sỏi thì vận chuyển ra đây được luôn một xe rồi. Thế bây giờ thì cháu được xe di chuyển đi sang bên kia để cùng thanh niên, mấy thanh niên kia để chở luôn. Thank you.
xe đâu rồi? Kim mang đi sửa rồi à? Sao không em đi? Hả? Nó nặng hơn rồi nhỉ? Nặng hơn không? Bằng nhau à? Hình như cắt thì trẻ con nó rất là thích nghịch các bác này. Nào kéo kéo vào đây, kéo vào đây, nghịch vào đây, nghịch kéo vào đây. Sợ rồi. Nào chú mượn cái cuốc nào. Chú mượn cái cuốc nào. Nào, kháng tay hộ mà, kháng tay hộ mà, kháng tay hộ. Hắn tắc rồi mà. Ồ, chắc loán rồi nè. Kháng tay mà làm tắc rồi ô. Ô mà, mặc bài tứ này mà làm. Làm tắc ạ. Này nó tắc ngài luôn đó. Con giàng à. Nó còn non vậy mà. Hả? Lúc gì ra? Nào. Đó này. Ui ôi. Ấy. Hay tuột nhờ. Được chưa? Thắc thế rồi nhờ. Đấy nhờ nổ rồi nhờ nổ. Nằm sai đi chứ mấy? Hả? Sai chứ mấy? Hả? Sai rồi nó. Ô xe tú này mà, ô xe tú này mà. Ôi. Xe cấy là. Xong, xong phá chứ. Nó phá bò, nó phá. Mà, tôi là nó ảnh nó, tôi khôi ra. Mặc phái bỏ à, mặc phái tu à, nha. Ô mặc phái tu lộ, không bán một tu tao rất là nha. Ôi ôi, nặng phết đấy, đâu phải tầm 5-60 cân á, nhìn thấy rồi. Một bao nhỏ thôi nhưng mà nặng phết của bác. Ô để áo bò trên trong dưới cân chưa? Ô về trong ngài chưa? Đấy. Cân một cân nào về này à? Cân chưa? Nào. Tao bình tĩnh bình tĩnh. Này kia đã. Để nhìn cao quá nhỉ. Này. Đấy. Đây hả? Đây chở sỏi với lại cát thì sẽ lấy khoán luôn cho người ta luôn cô bác. Để cho người ta chở luôn. Ôi ôi ôi. Tuột luôn rồi, không được rồi.
Này hộ, này hộ. Hà nộ. Đếp bảo hào. Như video trước thì cháu Lực cũng đã nói rồi. Bây giờ thầy cắt với sỏi thì sẽ cần dùng trước, cho nên là sẽ phải vận chuyển là cắt với sỏi đi vào trước, còn gạch thì sẽ vận chuyển đi sau. Ở đây thì các bạn nhỏ này mẹ đi làm ấy, thành ra là cũng đi theo mẹ ra bên này luôn. Ở nhà thì thực sự ra lại không có ai để trông. Ôi đây là điệu em à hả? Em à? Em ơi. Ôi còn bé tí này, chắc là được 2-3 tháng này đâu cô bác. Có vẻ là vận động một chút cảm thấy là rất là khát nước. Ngày mai chưa được, ngày kia. Ngày kia nữa. Ừ. Bây giờ cứ cho chuyển hết cái gành này đi. Không, bây giờ chỉ bây giờ làm móng là phải cần sỏi với cái kia đúng không? Cái kia để riêng ra nhá, bảo mấy ông đừng có lẫn nhá, cái kia là cắt sàng rồi đấy. Vâng. Nó đổ quên là lấy ngăn cách một chút. Ừ. Không, bây giờ nó phải lấn một chút rồi. Lấn thì mai đi đổ thì bảo họ mang cái bảng vải lên. Giải rồi, giải bao rồi. Cái gì đây? Đây thì đích thân anh chủ xây dựng các bác lên xem là cái tiến trình mà anh em vận chuyển những cái vật liệu mà cần thiết trước để đi làm xong chưa? Thế mai thì chắc có khi là đợi thợ về làm mà lán được rồi. Lấy cái gì mà mua gạo cho anh em ăn? Thì nọ anh em mình bảo này thì anh làm xong cái phần làm móng rồi đúng không? 300% đúng không? Thì lúc ấy đưa anh một nửa đúng không? Ừ. Thì bây giờ cứ mai hoặc là sau này anh tính hết ngày mai đi. Ngày kia anh cho nó lên dựng lán. Dựng lán không mới làm được, chứ bây giờ tự dưng lên một đống người lên trên này lán thì không có, để ở cái gì. Còn phải riêng ổn định chỗ là còn phải mua bát đũa, mua song trầu. Cái đấy là việc của anh thiết kế. Còn phải mua dây điện. Mẹ các bố cứ tưởng là đi vào phát là đi vào xây được thì có mà thành ấy. Mai anh cứ cho một hai người anh lên. Mai anh cho. Đợi anh điện luôn cho nó. Bảo còn mai cho chiều mai cho hai thằng dựng lán một buổi. Xong ngoài kia lên làm. Đúng không? Vâng. Ừ. Kia là lên đào móng. Đào móng được đấy. Ừ. Vừa anh Vinh vừa qua đây mà, anh Vinh nó bảo đi chở củi ấy. Nó đi chở củi. Bảo nó chưa?
anh đang đi chở củi rồi. Thế em mới bảo nó chưa? Không, em bảo anh. Đấy, bảo, bảo anh. Làm hợp đồng với anh lại bạn đi bảo nó. Thực sự ra là mấy anh em vừa nói vừa trêu nhau một chút cô bác. À, có vẻ không khí căng thẳng đấy. Chiều mai cho hai người đi mua ít bạt lên dựng cái lán ở trên này đi. Để xây, đào móng cái thứ xây trên này đi. Trên này vật liệu chuyển hết vào đấy. Tao đang ở trên này ấy. Mai chiều, ngày mai cho bò cứ cho mấy người ở dưới kia, xong hai thằng lên dựng lán thôi. Xong ngày kia rút lên trên này. Mai cứ đo làm với tao đi. Làm xong là cho hai thằng. Đấy, bây giờ thì cô bác không ai biết là cái chỉ trong vòng ngày mai và ngày kia chúng mày phải dựng được lán lên xây cho nó đi chứ. Nhà của các em xử thì thời gian tới sẽ tiếp tục là những công việc nào cô bác thì cũng đã biết thôi. Hôm nay thì anh chủ thầu xây dựng thì cũng đã lên và xem là đã thì bây giờ chúng mày cứ lán được chưa? Cứ mai ngày kia đi, nếu mà bận quá ngày kia lên dựng lán được xây luôn, nên đào móng cứ làm cho người ta đi. Đúng không? Nhưng mà bảo anh em xem chặt mấy cái cây vầu viết ở đâu gần gần nhà luôn anh. Anh thích chặt cây nào chặt luôn cây, cả một rừng. Xẻ cây thì có mấy cây? Xẻ cây thì anh thích xẻ bao nhiêu cây không có? Anh là xẻ là anh làm là anh lấy ván dậy rộng và dày. Vâng. Làm nó mới đẹp, nó mới chắc chắn. Vâng. Chứ không phải đi xẻ 2 phân với 1 phân rồi đóng vỡ hết. Mua đinh chưa? Đợt nào có đinh mua chưa? Rồi. Mua đinh 5, đinh 7 hết rồi. Có mua cái sàn cắt chát chưa? Sàn cắt chát á? Ừ. Kia đúng không? Cái kia là cắt xây. Chưa, sàn cái này cắt xây này lớn lên, không cho bọn nó lớn lên. Bây giờ sàn cắt chát nhưng mà đã dùng những cái sàn đâu, đập quần nữa đúng không? Cái nào lấy thì bảo chị mua hộ cho nó rẻ hơn. Vâng. Anh cứ bảo với nhà, anh cứ bảo chị hộ em lấy luôn đi. Với đây một cái sàn cát nữa. Một miếng sàn cát nữa. Cái cát này nó lấn sỏi một tí là đéo xây được. Vẫn phải sàn. Vẫn phải sàn. Thế là chiều anh bảo chị mua cho khoảng 3 mét đúng không anh? Mét rưỡi rồi. Mét rưỡi à? Thế lấy mét rưỡi nhá. Vâng. Mét rưỡi cái sàn cắt cắt xây. Vâng. Thế này mét rưỡi cái sàn cắt chan nhá. Vâng. Xong là cái đấy thì phải trả tiền cho anh ấy. Vâng. Anh không làm được đây. Cái đấy thì không ghi công nợ đúng không? Cái đấy không cho công nợ được. Nhá. Vâng anh. Anh bảo anh em chở cái gạch lên xây nhanh anh. Bọn anh làm nóng này chỉ hết. Vâng anh ấy chở đi luôn. Phải xây hết cầu lên này nhỉ. Một ngày móng, một buổi đào đi. Ừ, là dựng cột lên rồi. Bây giờ chỉ cần chờ vật liệu vào bên tôi là ok đúng không? Bây giờ nhá, anh nói nhá, trước nói như này. Gần mùa mưa rồi, bọn em phải tính là vật liệu bọn em phải chở coi như phải vào trong đấy tập kết coi như gần đủ. Vì mấy hôm nữa ở trên này mùa đông về nhá, nó mưa phùn một tí anh đố thế nào chở xe máy được. Bây giờ hầu như là vận chuyển chỗ này vào hết thì nó cũng là được gần một nửa rồi. Bây giờ còn một xây gạch với lại thêm sức cắt. Thôi. Cái cát này vẫn còn thiếu này, cắt xây này này phải cắt xây này, cái cát sô bồ kia phải cầm một xe nữa. Bây giờ chỉ cần vận chuyển hết cái này vào thì em phải lấy thêm vào rồi. Lấy vào đi, không mưa là xe máy không vào được đâu. Ngay ở đây thì không phải là mình nhà em Sử là vận chuyển vật liệu xa cả cô bác. Cũng có hàng xóm xung quanh nhà em Sử để lấy được những cái chuyến vật liệu và những cái tấm pro này đi vào ấy thì sẽ phải là mất rất là nhiều công sức này cô bác. Như nhà em Sử thì rất là may thì cũng được là tất cả quý ông bà cô chú anh chị là yêu mến hoàn cảnh của ba ông cháu và hỗ trợ cho ba ông cháu để cất lên cho mình một cái ngôi nhà mới hẳn. Nếu mà để mà gọi mà ba ông cháu mà đi kiếm được tiền để mà làm được cái ngôi nhà như vậy cô bác thì điều đấy thì không có bao giờ nó xảy ra cả. Ở đấy thì chỉ là những cái điều ước mơ của ba ông cháu thôi. Đấy bây giờ thì cái điều đấy thì cũng đã được thực hiện rồi cô bác. Đấy, còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng xin được kính chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.